Lịch sử lớp 12, bài 16, phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1939-1945. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Phần 2. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé. Đầu năm 1945, Liên Xô tiến đánh Berlin, Đức. Một loạt các nước châu Âu được giải phóng. Ở mặt trận châu Á, Thái Bình Dương, quân đồng minh giáng cho quân Nhật những đòn nặng nề. Ở Đông Dương, lực lượng Pháp ráo riết hoạt động, chờ thời cơ phản công quân Nhật. Mâu thuẫn Nhật-Pháp ngày càng trở nên gay gắt. Trước tình hình đó, quân Nhật ra tay trước, và lúc 20 giờ ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp. Pháp mau chóng đầu hàng. Ngay sau khi hất cẳng Pháp, Nhật tuyên bố giúp các dân tộc Đông Dương xây dựng nền độc lập. Chúng dựng lên chính phủ Trần Trọng Kim và đưa Bảo Đại lên làm quốc trưởng. Thực chất là độc chiếm Đông Dương. Đang lúc Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tại Từ Sơn, Bắc Ninh ra chỉ thị Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Chỉ thị nhận định phát xít Nhật trở thành kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương. Khẩu hiệu đánh đuổi Pháp Nhật được thay bằng khẩu hiệu đánh đuổi phát xít Nhật. Hình thức đấu tranh từ bất hợp tác, bãi công, bãi thị chuyển sang tổng khởi nghĩa khi có điều kiện. Quyết định phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước. Ở khu căn cứ địa Cao Bắc Lạng, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và cứu quốc quân, phối hợp với quần chúng giải phóng nhiều xã, châu, huyện. Tại những nơi này, chính quyền cách mạng được thành lập, các hội cứu quốc được củng cố và phát triển. Ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ, đảng đề ra khẩu hiệu phá kho thóc, giải quyết nạn đói, thu hút hàng triệu người tham gia. Ở Quảng Ngãi, tù chính trị ở nhà lao Ba Tơ nổi dậy, lãnh đạo quần chúng nhân dân khởi nghĩa, thành lập chính quyền cách mạng. Ngày 11 tháng 3, tổ chức đội du kích Ba Tơ. Ở Nam Kỳ, phong trào Việt Minh hoạt động mạnh, nhất là ở Mỹ Tho và Hậu Giang. Để đẩy mạnh hơn nữa công tác chuẩn bị khởi nghĩa, tháng 4 năm 1945, Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang, mở trường đào tạo cấp tốc cán bộ quân sự và chính trị. Ngày 16 tháng 4 năm 1945, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị thành lập Ủy ban Dân tộc Giải phóng các cấp và Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam, là tiền thân của chính phủ cách mạng. Ngày 15 tháng 5 năm 1945, Việt Nam cứu quốc quân và Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, thống nhất thành Việt Nam giải phóng quân. Ngày 4 tháng 6 năm 1945, theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, khu giải phóng chính thức được thành lập, gọi là khu giải phóng Việt Bắc. Khu giải phóng Việt Bắc trở thành căn cứ địa chính của cách mạng cả nước và là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới. Công cuộc chuẩn bị được gấp rút hoàn thành. Toàn dân tộc đã sẵn sàng đón chờ thời cơ vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa. Đầu tháng 8 năm 1945, quân đồng minh tiến công mạnh mẽ vào các vị trí của quân đội Nhật Bản ở châu Á, Thái Bình Dương. Ngày 6 và 9 tháng 8 năm 1945, Mỹ đã ném hai quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, hủy diệt hai thành phố này và giết hại hàng vạn dân thường. Trước tình thế đó, trưa ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh không điều kiện. Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã. Điều kiện khách quan thuận lợi cho tổng khởi nghĩa đã đến. Ngày 13 tháng 8 năm 1945, khi nhận được những thông tin về việc Nhật Bản sắp đầu hàng, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh lập tức thành lập Ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc, ban bố quân lệnh số 1, chính thức phát lệnh tổng khởi nghĩa trong cả nước. Từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 8 năm 1945, Hội nghị Toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào, Tuyên Quang, thông qua kế hoạch tổng khởi nghĩa và quyết định những vấn đề quan trọng về chính sách đối nội, đối ngoại sau khi giành được chính quyền. Tiếp đó, từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 8 năm 1945, Đại hội Quốc dân được triệu tập ở Tân Trào, tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa. Thông qua 10 chính sách của Việt Minh, cử ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Đến giữa tháng 8 năm 1945, khí thế cách mạng sục sôi trong cả nước. Chiều ngày 16 tháng 8 năm 1945, theo lệnh của Ủy ban Khởi nghĩa, một đơn vị giải phóng quân do Võ Nguyên Giáp chỉ huy xuất phát từ Tân Trào tiến về giải phóng thị xã Thái Nguyên. Ngày 18 tháng 8 năm 1945, nhân dân Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam giành được chính quyền ở tỉnh lỵ sớm nhất. Tối ngày 19 tháng 8, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi. Ở Huế, ngày 23 tháng 8,
hàng vạn nhân dân nội ngoại thành kéo về biểu tình thị uy, chiếm công sở, giành chính quyền về tay nhân dân. Tại Sài Gòn, sáng 25 tháng 8, công nhân, nông dân các tỉnh Gia Định, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Mỹ Tho kéo về thành phố giành chính quyền ở Sài Gòn. Đồng Nai Thượng và Hà Tiên là những địa phương giành chính quyền muộn nhất vào ngày 28 tháng 8. Như vậy, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành được thắng lợi trên cả nước trong vòng 14 ngày, từ ngày 14 đến ngày 28 tháng 8 năm 1945. Chiều ngày 30 tháng 8, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ. Ngày 25 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Trung ương Đảng và Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam từ Tân Trào về đến Hà Nội. Theo đề nghị của Hồ Chí Minh, Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 28 tháng 8 năm 1945. Trong những ngày lịch sử này, Hồ Chí Minh soạn thảo bản tuyên ngôn độc lập, chuẩn bị mọi công việc để Chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc tuyên ngôn độc lập, tuyên bố nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập. Cách mạng tháng 8 mở ra một bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc ta, phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và ách thống trị của phát xít Nhật, lật đổ ngai vàng phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở đầu kỷ nguyên mới của dân tộc, kỷ nguyên độc lập, tự do. Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành một đảng cầm quyền, chuẩn bị những điều kiện tiên quyết cho những thắng lợi tiếp theo. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 đã góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít, cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng, có ảnh hưởng trực tiếp và rất to lớn đến hai dân tộc bạn là Miên và Lào. Nguyên nhân thắng lợi, dân tộc ta vốn có truyền thống yêu nước nồng nàn. Vì vậy, khi Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh phất cao ngọn cờ cứu nước, thì toàn dân nhất tề đứng lên cứu nước, cứu nhà. Đảng, đứng đầu là Hồ Chí Minh, đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn dựa trên cơ sở lý luận Marx Lenin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam. Để giành thắng lợi, Đảng ta đã có quá trình chuẩn bị trong suốt 15 năm qua các phong trào cách mạng 1930-1935, 1936-1939 đã đúc rút được những bài học kinh nghiệm qua những thành công và thất bại, nhất là trong quá trình xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, căn cứ địa, thời kỳ vận động giải phóng dân tộc năm 1939-1945. Trong những ngày khởi nghĩa, toàn đảng, toàn dân nhất trí, quyết tâm giành độc lập, tự do, các cấp bộ đảng và Việt Minh từ trung ương đến địa phương đã linh hoạt, sáng tạo, chỉ đạo khởi nghĩa, chớp thời cơ phát động quần chúng nổi dậy, giành chính quyền. Nguyên nhân khách quan, chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quân đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phát xít đã cổ vũ tinh thần, củng cố niềm tin cho nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ôn tập. Câu 1. Ngày 4 tháng 6 năm 1945, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu giải phóng chính thức được thành lập gọi là A. Khu giải phóng Việt Bắc, B. Khu giải phóng miền Bắc, C. Khu giải phóng Cao Bắc Lạng, D. Khu giải phóng Hà Tuyên Thái. Đáp án A. Khu giải phóng Việt Bắc. Câu 2. Thời cơ khách quan thuận lợi để đảng ta quyết định ban bố lệnh tổng khởi nghĩa trong toàn quốc là A. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, B. Nhật đạo chính Pháp, C. Quân đồng minh đã vào nước ta, D. Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Đáp án D. Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Câu 3. Trong tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, những địa phương giành chính quyền sớm nhất là A. Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, B. Hà Nội, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, C. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam, D. Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Đà Nẵng. Đáp án C. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam. Câu 4. Bản chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta tháng 3 năm 1945 đã xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là A. Phát xít Nhật, B. Thực dân Pháp và tay sai, C. Thực dân Pháp, D. Thực dân Pháp và phát xít Nhật. Đáp án A. Phát xít Nhật. Câu 5. Đầu tháng 5 năm 1945, thống nhất hai đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
và cứu quốc quân thành: A. Việt Nam Giải phóng quân, B. Quân đội Nhân dân Việt Nam, C. Vệ quốc quân, D. Quân Giải phóng Việt Nam. Đáp án A. Việt Nam Giải phóng quân. Câu 6. Thông qua kế hoạch khởi nghĩa và quyết định những vấn đề quan trọng về chính sách đối nội, đối ngoại sau khi giành chính quyền, đó là nội dung của: A. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 3 năm 1945, B. Đại hội Quốc dân Tân Trào tháng 8 năm 1945, C. Hội nghị quân sự Bắc Kỳ tháng 4 năm 1945, D. Hội nghị toàn quốc của Đảng ngày 14-15 tháng 8 năm 1945. Đáp án D. Hội nghị toàn quốc của Đảng ngày 14-15 tháng 8 năm 1945. Câu 7. Căn cứ cách mạng của cả nước và là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới là: A. Căn cứ địa Việt Bắc, B. Chiến khu Việt Bắc, C. Khu giải phóng Việt Bắc, D. Căn cứ Bắc Sơn Võ Nhai. Đáp án C. Khu giải phóng Việt Bắc. Câu 8. Ngày 30 tháng 8 năm 1945, vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam tuyên bố thoái vị là: A. Vua Bảo Đại, B. Vua Khải Định, C. Vua Đồng Khánh, D. Vua Duy Tân. Đáp án A. Vua Bảo Đại. Câu 9. Thời cơ ngàn năm có một trong tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 được xác định vào thời gian nào? A. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, B. Khi Nhật đầu hàng đồng minh, C. Khi Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản, D. Khi Nhật đầu hàng và đồng minh chưa kịp vào Đông Dương. Đáp án D. Khi Nhật đầu hàng và đồng minh chưa kịp vào Đông Dương. Câu 10. Cách mạng tháng 8 năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lớn của lịch sử dân tộc ta vì: A. Đã kết thúc hoàn toàn ách đô hộ của phát xít Nhật, B. Góp phần đánh bại chủ nghĩa phát xít trên toàn thế giới, C. Mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, D. Đã phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp, ách thống trị của Nhật và lật nhào ngai vàng phong kiến. Đáp án D. Đã phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp, ách thống trị của Nhật và lật nhào ngai vàng phong kiến. Câu 11. Nguyên nhân quyết định thắng lợi của tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 là: A. Truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm của dân tộc, B. Sự đoàn kết của giai cấp tầng lớp trong xã hội, C. Do sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, D. Hoàn cảnh thuận lợi khi phát xít Nhật đầu hàng đồng minh. Đáp án C. Do sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Câu 12. Bản tuyên ngôn độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại: A. Quảng trường Nhà hát lớn, B. Quảng trường Lâm Sơn, C. Quảng trường Ba Đình, D. Quảng trường ngày 1 tháng 5. Đáp án C. Quảng trường Ba Đình. Câu 13. Cho các sự kiện sau: 1. Giành chính quyền ở Hà Nội, 2. Giành chính quyền ở Huế, 3. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, 4. Giành chính quyền ở Sài Gòn. Hãy sắp xếp các sự kiện theo đúng trình tự thời gian: A. 1, 2, 3, 4, B. 1, 2, 4, 3, C. 3, 2, 4, 1, D. 4, 3, 1, 2. Đáp án B. 1, 2, 4, 3. Trong tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, nhân dân ta đã giành chính quyền từ tay: A. Thực dân Pháp, B. Triều Nguyễn, C. Chính phủ Trần Trọng Kim, D. Phát xít Nhật. Đáp án D. Phát xít Nhật. Tiếp theo, lịch sử lớp 12, bài 17, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ sau ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến trước ngày 19 tháng 12 năm 1946. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé.